Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của vị khán giả. Thế thì ở trong câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Về cái tiết dịch núm vú ấy, thì là cũng là một bệnh lý khá là thường gặp ở phụ nữ, chủ yếu là phụ nữ ở trong độ tuổi sinh sản. Thế nhưng mà chúng tôi cũng gặp những phụ nữ mà sau mãn kinh. Thế thì tiết dịch núm vú này thì cũng có thể mình gặp là tiết dịch huyết thanh màu vàng, dịch nhầy trong loãng hoặc là dịch sữa, hoặc là có thể có lẫn máu mủ. Thế thì nó thì có thể xảy ra tự nhiên hoặc là khi chúng ta ấn tay vào vú thì mới thấy có tiết dịch. Thế thì cũng phải nói để quý khán giả các bạn cũng có thể không quá lo lắng về những cái vấn đề đó khi phải gặp phải. Chúng ta sẽ rất thận trọng, chúng ta sẽ khám một chuyên khoa, nhưng đa phần thì các cái tiết dịch núm vú thường là có nguyên nhân lành tính. Ví dụ như là các cái tổn thương papillom nội ống hay là giãn ống tuyến vú, thay đổi xơ nang hay là rối loạn nội tiết, ví dụ như là u tuyến yên hay là suy tuyến giáp, các rối loạn về gan, áp xe hoặc là nhiễm trùng ở vú, hoặc là có thể sử dụng một số các cái loại thuốc nhất định. Thì trong những nguyên nhân này thì cái papillom nội ống ấy thì có thể là phổ biến nhất. Nó cũng là nguyên nhân phổ biến gây dịch núm vú có máu. Thì thông thường ấy, khi mà có dịch núm vú có máu ấy, thì thường là bệnh nhân cũng sẽ rất sức lo lắng. Tuy nhiên ở đây thì bạn có cái tiết dịch sữa thì cũng phải nói rằng là có một số nguyên nhân khác liên quan đến nội tiết, như là làm tăng tiết cái prolactin hay là các cái tiết dịch núm vú khác. Thì cũng có khoảng dưới 10% trường hợp là chúng ta gặp tiết dịch núm vú, đồng thời đó cũng được chẩn đoán là một cái ung thư biểu mô nội ống hay ung thư biểu mô ống xâm lấn. Thế tuy nhiên thì những trường hợp này chỉ chiếm khoảng dưới 10% thôi. Thế thì trong trường hợp của bạn thì đã được chẩn đoán liên quan đến cái vấn đề nội tiết và đã điều chỉnh thuốc trong vòng một tháng. Thế thì theo tôi tư vấn cho bạn thì bạn có thể quay trở lại để khám lại về cái vấn đề về nội tiết cũng như là điều chỉnh thuốc. Ở bệnh viện ca chúng tôi thì luôn có những cái phòng khám chuyên khoa với các bác sĩ giàu kinh nghiệm, có thể tiếp đón các quý khán giả cũng như các quý bệnh nhân đến khám bệnh và được tư vấn một cách chính xác nhất bất cứ lúc nào. Vâng, xin cảm ơn.